thành ra nó giữa cho bất lạc bất khổ thọ của mạt na với bất lạc bất khổ thọ của đứng lặng của sắc na khó phân biệt. Thành ở đây chỉ có A-la-hán mới thấy được cái đó. Chỉ thấy được cái này tức là có cái nhìn khác rồi đấy. Có cái nhìn khác rồi đấy. Thì đây chư Phật tử thăm thiền ha, tôi không có giảng sâu. Để chư Phật tử thăm thiền thử coi. À, thì chúng ta thấy cái chuyển biến sắc na nó có hai cách. Chuyển biến về thân thể, chuyển biến về cảm thọ và chuyển biến về tư tưởng của tứ thiền. Thiền thứ tư của sắc giới và tứ không và mặt trăng thứ nhất, thứ nhì, thứ ba. À, thì nó phải khác nhau đấy. Chẳng hạn như nãy giờ Phật tử có nói ở trên đó đó, nhưng mà chắc không để ý. Chẳng hạn như tóc, không phải là một tháng mình mới thấy nó ra dài, nhưng mà nó ra dài từng sát na. Như vậy thì cái này cái thấy của ai? À, còn một thánh thứ nhất, thứ nhì, thứ ba thì thấy thì sao, dẫn thứ tư thì thấy thì sao? Đó thì chúng ta phải để ý. À, nó không khác mà cũng không giống. Nó di tế và nó thô tháo hơn, nhưng mà cũng đứng trên phương diện sát na. Thì chư Phật tử phải nghĩ sâu. Hôm trước tôi cũng có giảng mà tôi giảng quá sơ. À, tôi thấy giảng nữa thì tôi rối. Thành ra từ từ rồi hôm nay chúng ta phải đi sâu một chút. Lần nữa tôi giảng đi sâu hơn nữa. Chứ còn mới mà đi sâu quá thì Phật tử chớ giới. À, để chúng ta đi từ từ vậy. Chứ còn nhập lưu nhất giảng lai bất nhập lưu có cái nhìn sát na khác đấy. Còn nhất giảng lai bất lai có cái nhìn sát na khác nữa đấy. Và tới A-la-hán là cái nhìn sát na khác nữa đấy. À, chúng ta phải coi chừng. À, thì đó là qua cái bát nhã. Nhưng bát nhã đây là của tứ thánh. Tức là qua từ A là do duyên khởi qua chân như duyên khởi. Còn từ chân như duyên khởi qua pháp giới là của chư Bồ Tát. Tới pháp giới rốt ráo thì là của chư Như Lai. Thì đó là từ nắm được cái bất biến, đứng lặng bất biến. Rồi trở lại tùy thuận, nhậm nhận và tự tại trong tất cả cái chuyển biến sao động và chuyển biến đứng lặng. Ôm tròn hết, tức là chư pháp đều là niết bàn, chư hành là vô thường, chư pháp là vô ngã. Ở đây vô thường chính là chân thường, vô ngã chính là chân ngã, thì đó là chư pháp thực tướng, thì chúng ta mới đạt được cái quả cuối cùng là quả Như Lai. Vậy tóm lại là có bốn cách sinh diệt, sinh diệt có bốn đường ác, là sinh diệt thấy là bất sanh bất diệt. Còn sinh diệt của bốn đường thiện là thấy qua những cái hiện tượng giới duyên khởi. Còn sinh diệt có bốn tiểu thánh thì đây chia làm hai. À, từ nhập lưu thánh nhất, thứ nhì, thứ ba thì cái sát na nó như thế nào. Rồi tới quả láng là cái nhìn sát na nó hơi khác. Còn ba bậc tâm tôn cũng là bát nhã, nhưng bát nhã tùy thuận, nhậm nhận và tự tại trong mọi hiện tượng giới. Nhưng mà không rời cái bất biến, thì đó là chư pháp thực tướng, tức là vô thường là chân thường, vô ngã là chân ngã. À, tất cả những cái sinh diệt đều là bất sanh bất diệt. Mô Phật, tôi xin giảng đến đây xin tạm ngưng. Thì chư Phật tử vậy làm ha, làm lại ha, bốn cái như vậy mới rõ đó ha. Thì bây giờ còn có 8 phút nữa, thì ai có hỏi gì trong cái bài giảng, trong cái buổi giảng hôm nay hay không? Còn nếu không có, tôi xin ý kiến một chút. Hồi nãy, hôm trước là họp quý sư cũng có ý kiến, thì hồi nãy cũng có một Phật tử cũng xuống cốc tôi, cũng xin ý kiến. À, trước khi ý kiến này, tôi xin nói một cái nữa, để rồi quên. Thì nghe nói dường như là quý ông Thiện Nam lúc này dường như xuống dốc dữ lắm. Nếu không muốn nói là xa đọa, nên từ nó hơi nặng đó, nhưng mà sự thật nó dường như vậy. Để tôi hỏi lại coi có hay không. Là như giáo pháp lúc này thờ ơ, không chịu học hỏi gì hết. Mà cái nặng nhất đó là đánh cờ tướng. Cái đó là phạm giới thứ mấy không ấy, bà biết không? Tòa giới mình có biết không? Đó là nên đây cờ bạc là bát thằng bành. Cửa nhà bán hết, mà xa kênh vào cùng. Cái này giáo pháp thì bán sạch hết. À, vô đây ngồi im lặng thôi, không còn cái gì hết. Bên nữ thì người ta đang lên đấy. À, bên Thiện Nam thì tôi thấy một ngày một xuống. Mình tôi nghe nói dường như bây giờ mê cờ tướng.
cái hội quần tiên nó thành ra mấy ông tiên đánh cờ không à? À, thì nếu có thì chúng ta nên bỏ, vì nó phạm về cái giới thứ năm. Giới thứ năm là sai xưa nghiện, sai xưa về rượu cũng là sai, mà sai về thuốc cũng phạm giới đó, à, sai rượu cũng phạm cái đó, mà cái cờ tướng cũng sai luôn nữa. À, cờ tướng là cái đánh cờ là một sự bài bạc đó, đó là Atula đấy. Mình đánh mình phải tranh làm sao hơn, mà thua là bực. À, nếu người ngoài chỉ mà trong mà đánh ở ngoài ta sáng hơn, thì chỉ hội là nổi cáo à, thì có đọc bàn cờ nhau á. Thì chúng ta thấy là ngoài cái vụ đánh cờ đá gà đó là thuộc về phạm giới hết. Cái đó là cái trong Atula đấy. Thì nếu có chúng ta nên bỏ. Chúng ta đã thọ giới rồi, giáo pháp chúng ta làm hoài không hết. À, ngồi mà để thời giờ để mà thăm thiền suy gẫm mấy cái này đòi hỏi, chư Phật tử phải thăm thiền dữ lắm á. Tại sao cái thời giờ đánh cờ tướng mình không để mình thăm thiền, không để nhau học hỏi. À, như là tôi thấy ông Thiên Đức như bữa nay Chủ nhật đó, thì mấy cô vô đông có mình Thiên Đức Nam à. Nên có thêm ông Dân Hiện gì đó mà ổng về xuống. Còn ông Thiên Nam không thấy ông nào hết. Học hỏi trao đổi giáo pháp mà không thèm đánh cờ tướng cho mình nhóc hết. Như vậy là làm sao? Cái đó là tôi nói là cái gì, cái sự giải thoát của quý ông Thiện Nam đấy. Thiện Nam thì sướng nhất. Người nữ người ta khổ đủ thứ đó. À, vô bếp rồi rửa chén với ông thấy nấu xuất bát ở đây, ông vô ăn rồi vậy xe về hết à. Sướng không? À, nấu sẵn vô ăn rồi xếp xe về thôi. À, mình sướng quá trời mà không chịu tu. À, thì nghĩ kiếp sau thành người nữ á. Tôi thấy nó nhân quả nó vậy à. Thì như vậy nếu mà không đắc rồi kiếp sau mà thành người nữ thì chúng mình mang cái thân khổ nữa, mang nặng đẻ đau 3, 9 tháng cương mang, 3 năm bồng ẩm đủ thứ đó, đau khổ hết. Thì chúng ta phải cố gắng để được thân người nam mà được giáo pháp là cả một vấn đề. Bởi tôi nói Bát Nhã là khó giảng, là tôi cũng bảo gan lắm tôi giảng mà tôi cứ lo hoài không biết đúng hay sai nữa. Nhưng mà tôi nói là tôi đề nghị thôi, chứ còn sự thật tôi cũng chưa có thực chứng. Mà tôi do cái nghiền ngẫm, do duy thức mười mấy năm trời tôi nghiên cứu mà tôi giảng kỳ này tôi thấy tương đối tôi vừa ý với tôi. Chứ mấy kỳ trước là tôi nhức đầu lắm, tôi nhức nhối lắm, có nhiều chỗ tôi đặt câu hỏi tôi không trả lời được, nhất là câu hỏi đầu tiên đó. À, rồi về do duyên căn trần thức rồi ra xúc thọ ái, câu thứ nhất này là một câu thứ nhất hóc búa nhất, nắm được câu thứ nhất này rồi mấy câu sau là có thể chạy được. Tôi dẫn tới dẫn luôn mà không chạy, ngày tóm được cái bản, cũng tóm cái bản này hay. Mấy ông bà về so sánh nhau, so sánh tới lui rồi mấy câu sau mới có thể chạy được. Thành ra cái câu này tôi giảng cũng mấy tháng trời ở đây, 3-4 tháng trời gì đó, cứ lập tới lập lui hoài. Mà tôi tóm không được. Rồi mai ông Thượng Đức ông tóm vậy tôi thấy nó sáng tỏ. Mặc dù nó chưa có đầy đủ lắm nhưng mà không cách nào tóm hơn nữa. Thì sư Phật tử về so tới so lui mới thấy rằng tất cả 10 câu hỏi đều nằm trong này hết. Nếu chúng ta chịu nghiền ngẫm. Thì cái này nói tất cả về giáo trụ ấy. Thành ra cũng tóm được cái bài này là rất là hiểu hữu đó. Thì chúng ta ngồi so sánh tôi luôn chúng ta thấy rất hay. Thì có một số cũng lại nói tôi đó về tự tóm này rồi con mới thấy mừng vô cùng. Nghĩa là nắm được cái câu hỏi đầu thì nắm hết cái bài kinh 66 này. Thì thật sự nó như vậy. Chúng ta về chúng ta nghiền ngẫm coi lại, nếu không hiểu thì hỏi. Thì buổi sáng Chủ nhật họp nhau bàn mà tôi thấy là quen có 9-10 người là mấy cô không à. Rồi mấy ông Thiện Nam không thấy ông nào hết. Rồi hỏi là nghe nói mấy ông đánh cờ tướng. Tôi nói trời đất ơi. Bài vở vậy học không thuộc lo không ấy rồi mà đi đánh cờ tướng mà không biết có hay không. Nhưng mà chắc có lẽ có tôi mới nói. Nó không có khói là không có lửa mà đâu có khói được. Nếu có chư Tiền Nam mình nhớ là mình bỏ. Cố gắng họp nhau nghe giáo pháp. Sáng Chủ nhật đó thì rảnh đó. Vô đây họp với nhau để bàn trao đổi với nhau. Rồi đó là cái thứ nhất là tôi nghe. Còn cái phần thứ hai là đây với sư. Như nãy cũng có Phật tử đề nghị với tôi. Là sư dặn 2:30 đến. Nhưng mà cũng không có bàn cái gì hết á. Thì đề nghị là tụi con sợ làm quên. Thôi giờ sư cho lợi sớm 2:30 đó tới 3 giờ đó. Thì tụng kinh A Di Đà. Hoặc là tụng Tư Lương Giảng Sanh 1, Giảng Sanh 2. Hoặc là 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà như hôm trước đó. Thì cái đó cũng là quan trọng. Tư lương là cái vấn đề học về là để chuẩn bị cho mình Tư Lương Giảng Sanh đấy. Mà tôi thấy Tư Lương Sanh đây chắc là có một số mới không biết gì hết. Còn số cũ chắc quên hết. Thì nếu có thể như vậy mà chưa ở đây bàn thử coi được hay không. Từ 2:30 cho tới 3 giờ nửa tiếng hồ đó. Tụng Kinh Di Đà chắc cũng là 30-35 phút đấy. Nó hơi dài đấy. Được không? 45 phút là hả? Okay.
Chứ tôi nhớ lần tôi giảng mỗi ngày dường như vô mình tụng Tư Lượng Nhân Sanh á, 1, 2 hoặc là Kinh A Di Đà hoặc 48 lời nguyện, hồi đó không biết mấy giờ tôi quên rồi. Hồi đó như mỗi ngày mỗi có tụng á. Một bữa thì tụng Tư Lượng Nhân Sanh 1, bữa giảng sanh 2, tụng Kinh A Di Đà, bữa 48 lời nguyện rồi trở lại nữa. Rồi bắt đầu tôi mới lên tôi giảng. Được không? Không có niệm Phật. Nửa giờ nữa. Vậy thì nó gì được rồi đó, nhưng mà tao mới có nó không được. Tư lương thì tư lương 2, 1 thì dài, tư lương 2 thì ngắn. Thấy rồi không? Tư lương 1 dài ra cũng chừng 30 phút à, 25-30 phút à. Còn tư lương 2 thì có chừng 15 phút là hết à. Còn 48 lần nguyện dài á, không có lần không hay dài. Thì có thể mình tụng hết không hết thì thôi, mình ăn tới đó đủ giờ thì mình nghỉ. Bây giờ đây bàn đi, bàn coi làm sao. Chúng ta lại tiếp tục bài kinh 66. Thì cũng theo thường lệ, tôi xin tóm để ý bài kinh 66 trước, rồi sau đó hai Phật tử sẽ tóm tiếp theo, rồi hai người sẽ trả câu hỏi số 1. Số 1 chúng ta đã xong đấy, nhưng mà lặp lại để chúng ta có một sự liên tục. Và chúng ta bắt đầu trả câu hỏi số 2. Hỏi sai thì đang lỡ dở đấy. Thì bài kinh 66 thì chúng ta tóm, có thể tóm y theo nguyên văn cái này, nhưng có thể tóm cái đại ý cũng được. Đại ý thì nó độc đáo hơn, để chúng ta nắm được cái toàn cái đại ý bài kinh 66, rất là độc đáo và rõ ràng. Thì bài kinh 66 theo chúng ta biết là nó chia làm 6 phần hết thảy. Phần nhập đề, phần tức là dẫn chứng đấy, và phần kết luận. Còn thân bài thì gồm có 4 phần. Thì phần Phật đề thì chúng ta thấy thường thường kinh của Đức Phật, của A Nan mà trùng tiên lại, thường thường nó có 6 cái ấn chứng, 6 cái chứng cứ. Thì 1 là không gian, 2 là thời gian, 3 là ai giảng, và thứ 4 là giảng cho ai nghe, và cái thứ 5 là giảng về bài kinh gì, và thứ 6 là nội dung bài kinh đó nói về cái gì. Thì đây chúng ta thấy là thời gian thì đây nói hơi vắn tắt là một thở nọ. Còn không gian là tại thành Xá Vệ và rừng của ông Thái tử Kỳ Đà, rừng cây của Thái tử Kỳ Đà, và tỉnh xá thì của ông Cất Cao Độc. Thì chúng ta biết rồi đó, đó là không gian và thời gian. Và phần thứ 3 là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là Đức Thế Tôn của chúng ta giảng, và giảng cho các vị tỳ kheo, những người xuất gia nghe. Và phần thứ 5 là giảng về bài kinh 66, 66 là 36, và nội dung là có văn có nghĩa. Nội dung đưa tới sơ thiện, trung thiện và hậu thiện, nó phạm mạnh hoàn toàn viên mãn và thanh tịnh. Đó là phần nhập đề. Bây giờ phần nội dung 4 phần ở thầy, phần thân bài. Thì trước tiên là Đức Phật trình bày về toàn thể vũ trụ, tức là nhân sinh quan, thân, hoàn cảnh và tâm của mỗi người. Thì đó là toàn thể vũ trụ nằm ở trong cái bài kinh 66 này, tức là 36 pháp. Thì chúng ta thấy có tất cả là 6 căn, 6 trần, 6 thức, 6 xúc, 6 thọ và 6 ái. Hay là nói cách khác là 6 nội xứ, 6 căn là 6 nội xứ đó, tức là phần bên trong. Còn 6 ngoại xứ là 6 trần, là phần đối diện với căn bên ngoài. Đó là hoàn cảnh bên ngoài đấy, là 6 thức, tức là nơi các sắc thân mà phát hiện ra, tức là gồm có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Còn 6 xúc thân thì cũng nương vào thân để phát hiện cái thọ cảm, và nên nương vào thân để phát hiện sự tiếp xúc giữa căn trần và thức. Và 6 thọ thân cũng nương vào thân, các dây thần kinh, để mà phát hiện ra cảm giác. Và 6 ái cũng nương vào cái óc để phát hiện ra tư tưởng. Đó là 6 phần, 66 là 36 pháp. Đó là phần thứ nhất, thân đề đã xong. Bây giờ tới phần thứ hai, là sau khi trình bày tất cả các pháp về nhân sinh quan và võ trụ quan, tức là chánh báo và y báo, thì Đức Phật bác hết tất cả những chánh báo y báo đó, đều là không có một cái ta cố định. Không có ta cố định. Nhưng mà cái lời bác của Ngài rất là vắn tắt, rất là gọn ghẽ, rất là sâu sắc và cô đồng. Thì chúng ta phải tìm hiểu như thế nào? Thì đây Ngài nói rằng nếu mà nói các pháp là có tự ngã, tức là chân ngã đó, bất sanh bất diệt đó, thì chúng ta thấy là các pháp luôn luôn mình thấy nó sanh diệt.
Nhưng mà ở đây sanh diệt như thế nào? Thì như chúng ta nói là nó gồm có hai cái sanh diệt. Sanh diệt chu kỳ, sanh diệt sát na. Mà chúng ta cần phải tìm hiểu. Chu kỳ thì chúng ta thấy nó dễ rồi đó. Vì cái sanh diệt đó là do cái quế độ. Tức là do cái tư tưởng mà tạo ra nó chụp mũ nó. Còn cái sanh diệt chu kỳ là cả một vấn đề khó khăn đấy. Thường kêu đó là cái sanh diệt thuộc về bát nhã. Hay là chưa có ngã, chỉ có pháp chấp thôi. Còn sanh diệt chu kỳ là có ngã, có pháp tương ưng. Thì vấn đề đó chúng ta phải cần trình bày cho nó rõ ràng, cho sáng tỏ. Mà muốn sáng tỏ nhất thì chúng ta phải trình bày qua 15 mạng chúng sanh. Cái sanh diệt có bốn đường ác như thế nào? Là cái nhìn về sự sanh diệt có bốn đường thiện như thế nào? Rồi cái nhìn về sự sanh diệt của 36 pháp này đối với các vị tứ thánh như thế nào? Và cái nhìn sanh diệt về toàn thể vũ trụ 36 pháp này đối với các bậc Bồ Tát và Như Lai, tức là ba bậc Tam Tôn. Thì đó là phần thứ hai của bài kinh 66, mà cũng là câu hỏi hôm nay của chúng ta. Và tôi tới phần thứ ba là nói về sự thập khởi và sự đoạn diệt của tâm kiến. Tập khởi đây đã khởi là phát hiện lên, tập là gom nhóm. Do cái sự gom nhóm nó phát hiện lên cái sắc thân này. Và đoạn diệt thân kiến, tức là diệt là mất đi. Đoạn là chặt đứt. Chặt đứt cái nhìn sai lầm về cái sắc thân này. Hoặc là gom nhóm chấp chứa cái sắc thân này. Thì ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật đưa ra ba mệnh đề để bác tất cả 62 ngoại đạo. Hay nói đúng là tất cả tà kiến của thời Đức Phật và mãi mãi về sau này. Cũng vậy thôi. Thì chúng ta thấy có rất nhiều tôn giáo bạn. Nhưng mà cái nhìn về sắc thân thì thường thường là sai lầm. Thường thường là có nhiều cái khe hở. Thì ở đây thấy Đức Phật đưa ra ba mệnh đề. Một là nếu ai thấy sắc thân này, tất cả 36 pháp là ta, là của ta, là tự ngã của ta, thì sẽ tập khởi thân kiến. Và ngược lại, nếu ai thấy các pháp là không của ta, không ta, không tự ngã của ta, thì sẽ đoạn diệt thân kiến. Thì ở đây chúng ta thấy cái của ta với cái ta thì chúng ta thấy dễ hiểu. Còn cái tự ngã của ta là cả một vấn đề khó khăn mà chư Phật tử cần phải tìm hiểu. Nhưng mà nếu chúng ta nghe pháp tôi đã giảng thường rồi, chúng ta khéo léo sắp xếp lại, chiêm nghiệm nghiêm ngẫm, thì câu trả lời anh đã nằm ở trong đó. Tôi nói đã nằm, tức là tôi đã giảng rồi. Nhưng mà chúng ta phải tự tìm lấy, tự một cách linh động và sáng tạo, chúng ta thấy tất cả câu hỏi đều đã nhầm trong những cái bài giảng sau. Đó là phần thứ hai, phần thứ ba của thân đề. Và cuối cùng là phần thứ tư, là phần chót. Thì cái đầu tiên là nói về vấn đề thân kiến, tức là cái nhìn về vật lý và sinh lý của cái sắc thân. Còn cái thứ hai là cái nhìn về cảm thọ, tức là nương vào cái bài câu hỏi số 1 chúng ta nói vũ trụ rồi đó. Thì tức đây là nương vào các dây thần kinh để phát hiện những cái cảm giác. Cảm giác nương vào thần kinh để phát hiện. Còn cái sắc thân vật lý sinh lý là chưa có cái biết. Còn ở đây là có cái biết của cảm giác, là cái biết mà chưa có phân biệt. Đó, thì chúng ta thấy ở đây nếu mà ai cảm xúc với cái lạc thọ mà hoan hỷ tán thán trú ở ái trước, thì cái tham của người đó sẽ tùy theo đó mà tăng lên. Và nếu ai cảm xúc, và ngược lại, nếu ai cảm xúc lạc thọ mà không hoan hỷ, không tán thán ngược lại, thì cái tham sẽ do đó mà sẽ tận diệt. Và cái khổ thọ cũng vậy. Nếu ai cảm xúc với khổ thọ mà sầu muộn, mà than gian, than khóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh, thì cái sân đó theo đó sẽ tăng lên. Và ngược lại, thì cái sân sẽ được đoạn diệt, chấm dứt. Thì chúng ta để ý coi khi chấm dứt thân kiến, thì chúng ta học thường thường đắc quả gì. Thì trong kinh không nói rõ, nhưng mà chúng ta học, chúng ta phải biết về vật lý sinh lý. Khi mà thấy rõ chấm dứt cái đó, nhưng mà có nhiều cách chấm dứt. Chấm dứt theo cách nào? Cái nhìn thân kiến theo người trời, theo bốn đường ác, và theo bốn tiểu thánh, và theo ba bậc tâm tôn. Còn ở đây cũng vậy, cảm thọ của cái nhìn như thế nào? Tùy theo cái nhìn đó mà chúng sanh bị trói cột, và cũng tùy theo cái nhìn đó mà chúng sanh giải thoát.
hay là chúng sanh thấy đau khổ, chúng sanh thấy hạnh phúc, hoặc là chúng cái nhìn đó chúng sanh vượt khỏi cái đau khổ và hạnh phúc, hoặc là cũng cái nhìn đó mà chúng sanh thấy là tự tại tùy thuận ở trong cái đau khổ và hạnh phúc. Đó là chúng ta phải tìm cách giải thích. Đó là nói về khổ thọ và lạc thọ. Đó thì chúng ta thấy ở đây là chính cái quả thánh gì. Rồi tới cái cuối cùng là bất lạc, bất khổ thọ. Tức là không vui mà cũng không buồn. Không khổ mà cũng không vui. Thì cái trạng thái này nó khó khăn đấy. À, thì bậc thánh nào mới trừ được cái đó. Mà không khổ, không vui có bao nhiêu cái, có bao nhiêu thứ. Thì chúng ta phải tìm hiểu. Đó là phần cuối cùng. Và khi bậc thánh nào mà thấy được cái này thì sẽ chấm dứt luân hồi sanh tử khổ, gánh nặng được đặt xuống. Thì nếu mà không thấy được cái bất lạc bất khổ thọ này thì chúng ta sẽ kẹt vào trạng thái kêu là vô minh. Tức là phải như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, dị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly ra khỏi các cảm thọ này. Còn nếu như không như thật biết thì sẽ vô minh sẽ tùy theo đó mà tăng. Còn như thật biết thì vô minh sẽ chấm dứt. Mà chấm dứt vô minh thì chúng ta thấy là chấm dứt cái luân hồi sinh tử khổ, gánh nặng được đặt xuống. Thành ra sau khi nghe bài pháp này rồi ba, thì cả pháp hội, tất cả các tỳ kheo đã y giáo phụng hành, là tuệ tri rằng mình đã được giải thoát. Và do sự tuệ tri đó biết rằng gánh nặng được đặt xuống, việc đã làm xong. Từ nay không còn trở lui trạng thái này nữa, tức là không còn phải bị cái nghiệp kéo vào vấn đề tái sanh nữa. Thì liền ngay trong lúc đó, phần thứ hai của kết luận là có 60 vị tỳ kheo trong 1250 vị đắc quả la hán liền tại đó. Đó là tôi tóm xong cái bài kinh 66. Bây giờ tới hai Phật tử tóm nữa để nhắc nhở chúng ta, vì bài kinh rất là quan trọng. Chúng ta trước sau dù mặt đầu thì coi theo giấy mà đọc, viết rồi nó quân tập a la gia, chúng ta sẽ thuộc lòng. Mà thuộc lòng thì chúng ta dễ nghiền ngẫm hơn. Mà chính cái sự ngồi thiền nghiền ngẫm sẽ đưa chúng ta đi vào chiều sâu của giải thoát. Vì theo đạo Phật giải thoát chỉ là cái sự hiểu biết đúng đắn. Mà hiểu biết đúng đắn thì không có ở ngoài được, mà phải do sự tu tập, sự quân tập những chủng tử quán xét cho nó đầy trong ai là gia thức chúng ta. Chừng đó nó hiện hành thì chúng ta có cái nhìn sáng tỏ. Chính cái nhìn sáng tỏ này chúng ta sẽ không sống trong cuộc sống mà không dính mắc vào cuộc sống nữa. Thì cái nhìn sáng tỏ này đạo Phật kêu là trí tuệ hay là niết bàn, nơi chấm dứt tất cả luân hồi sinh tử khổ, gánh nặng được đặt xuống. Vậy thì do đó mà tôi bắt, hầu như bắt buộc đấy, là mỗi lần chúng ta phải lặp lại. Mà không nhiều, chỉ hai lần, tôi một lần nữa là ba. Rồi cái câu hỏi chúng ta cũng phải lặp lại hai lần, nếu mà chúng ta đã trả lời xong. Trước khi qua câu hỏi kế, thì chúng ta phải lặp hết tất cả những câu hỏi trước đó, để nhắc nhở chúng ta nó có một sự liên tục rất là chặt chẽ, mà chúng ta cần phải thấu hiểu hết toàn bộ. Thì cái gánh nặng chúng ta mới đặt xuống được. Mô Phật, tôi phần của tôi đã xong. Bây giờ thêm hai Phật tử lặp lại. Mô Phật, có ý kiến gì trong cái buổi phát biểu ý kiến của chúng ta trong pháp hội hôm nay thì đưa ra được biết, rồi tôi xin giải thích thêm. Còn nếu không có thì tôi xin giảng thêm về cái câu hỏi số 2 hôm nay. Nhưng mà trước tiên thì tôi cũng nhắc lại là bên tín nữ thì tất cả, hầu hết như tất cả, có một vài người thôi là có mặc áo giới. Còn bên thiện nam thì dường như có mình ông Dân Thái. Thì cái này không phải là mỗi một lần mà chừng 3-4 lần thôi. Chúng ta cũng nên giữ cái lễ phép chút. Người nam thì bây giờ hơi lười đó, bài vở cũng lười mà tới cái lễ pháo cũng lười. Rồi đó bên tín nữ đã kêu ngài 3-4 lần rồi, thì tôi cũng có nhắc lại, chúng ta nên có cái áo giới cho nó đẹp đẽ một chút. Rồi bên nữ hầu hết tôi thấy có áo giới chỉ có 1-2 người thôi, và bên nam thì có một duy nhất ông Quân Thái thôi. Hầu hết là mặc đồ thường đồ đời không à. Thì đúng là chúng ta mặc áo giới đi ngoài đường luôn á, đó là cái đẹp nhất của người tu mà, của người Phật tử mà, đệ tử Phật mà. Mà ngoài đời, ngoài đường không dám đi thì thôi vô đây cũng mặc cho nó có cái lễ phép chút. Như tôi đi lên đây tôi ngồi trong mặc cái y chung câu là coi không được, phải mặc cái y thượng tròn lên.
Tôi nhắc lại lần nữa thì mấy chị nam cố gắng đi. Và bây giờ chúng ta đi vào bài giảng. Thì hồi sẵn nãy có cô Như Quang có nhắc tới vấn đề mà nhân vô ngã, pháp vô ngã. Thì tôi nhớ tới một cái thắc mắc để tôi đưa lên thì Phật tử vừa suy nghĩ thêm. Để rồi chúng ta thấy cái bài giảng chúng ta rất là rành. Từ xưa giờ đã trả lời hết tất cả mọi câu hỏi. Nhưng mà mình phải khéo linh động và sinh động một chút. Tức là mình phải có một sự sáng tạo. Chứ còn y pháp, y bài mà trả lời thì chúng ta thấy kẹt. Thì nãy cổ nói nhân vô ngã, nó là con người của chúng ta. Còn có mắt, tai, mũi, lưỡi, tim, can thì phải thành góp lại, đó là nhân vô ngã. Còn pháp vô ngã là đối tượng bên ngoài, cái nhà giảng, cây, cỏ, đất, đá, ở ngoài. Thì đó là các pháp là vô ngã. Nhưng mà trong kinh đó, thì thường thường bên Đại Thừa nói rằng các vị A-la-hán chỉ phá được ngã chấp thôi. Còn pháp chấp thì chưa có phá được. Thì ở đây như cô Như Quang có nói đó thì nhân là cũng vô ngã, pháp cũng vô ngã. Như vậy thì lấy cái gì mà chấp pháp? Đó là nhân vô ngã, là nhân thì chấp pháp. Bởi vì pháp vô ngã là nhân vô ngã, nhân lấy cái nhân mà chấp pháp, người ta mới chấp các phương tiện ở ngoài. Nhà, cửa, vợ, con, tiền, bạc, xe hơi là của tôi. Thì nhà, cửa, vợ, con, tiền, bạc, xe hơi đó là các pháp. Còn tôi chấp cái đó là của tôi thì cái đó là nhân vô ngã. Tôi không có, tôi là do nhiều cái ráp lại. Còn xe hơi, nhà lầu, tiền bạc, đứa con cũng do nhiều cái ráp lại, các pháp cũng vô ráp lại. Thì các pháp cũng vô ngã, mà tôi cũng vô ngã, nhân cũng vô ngã luôn. Như vậy thì nói A-la-hán còn kẹt vào pháp chấp là kẹt vào cái gì? Cái này là một cái khó khăn đấy. Mà theo kinh Đại Thừa đó, thì nói các vị A-la-hán còn kẹt vào pháp chấp. Vì pháp chấp ở đây là như thế nào? Và đồng thời đây tôi cũng nhắc lại cái chữ pháp. Chữ pháp là một chữ khó định nghĩa nhất. Thì ở trong di thức học đó thì có là tùy theo cái tự tánh. Tùy tự tánh đó mà phân biệt ra. Thì dĩ sinh vật giải là để cho có mỗi cái pháp nó có một tự tánh riêng. Để mà nhìn pháp này biết pháp này. Chứ không có lộn xộn qua pháp khác. Thì đó là pháp. Như vậy thì những cái gì mà có thể gọi tên được, nên trong đó là nhậm trì tự tánh vĩ sinh vật giải, tức là mỗi pháp nó giữ lấy cái tự tánh riêng biệt của nó, để rồi không làm lộn với các pháp. Thành ra như lông rùa sừng thỏ thì đó cũng là pháp. Vậy thì tất cả hiện tượng giới đều là pháp. Nhưng thật sự chúng ta phải nói rằng những cái bất sanh bất diệt, những cái trường tồn bất biến, hay nói đúng là cái chân như đó mà thường kêu là vô vi đó, thì nói thật ra nó không thuộc về pháp. Thành ra bên Tiểu Thừa không có công nhận là giải thích cái niết bàn. Niết bàn nó không thuộc về pháp. Nhưng mà nếu không giải thích, làm sao chúng ta biết đó là niết bàn, và làm sao tu tập để đạt đến trạng thái đó, và làm sao để biết rằng mình không lầm cái niết bàn? Nhiều khi mà lấy cái tứ thiền, cái tứ không mà cho nó là niết bàn, như vậy rồi làm sao giải thích? Thành ra chúng ta phải nói các pháp thì thuộc về hữu vi. Hữu là có, vi là tạo tác. Những cái gì có sự chuyển biến thì có đó đều là pháp. Hay nói đúng là chuyển biến sát na, chuyển biến chu kỳ, đã là chuyển biến thì đó là pháp. Còn những cái gì bất biến, cố định thì cái đó không phải là pháp. Hay nói cách khác là cái gì chưa có không gian, chưa có thời gian, phi nhân quả thì cái đó không phải là pháp. Đó, chúng ta phải hiểu như vậy. Thành ra bên Đại Thừa, bên Tiểu Thừa thì không chịu nói tới Niết Bàn. Niết Bàn là một trạng thái vô vi, một trạng thái phi không gian, phi thời gian. Mà phi không gian, phi thời gian thì phi nhân quả luôn. Còn chúng ta thấy đây cái chuyển biến đứng lặng cũng thuộc về nhân quả đấy. Bởi vì đã chuyển biến thì thuộc về pháp. Chuyển biến chu kỳ thì đã là pháp, đã đành rồi. Rồi bây giờ có nhận thức và đối tượng nhận thức. Nó có thời gian và không gian. Còn chuyển biến đứng lặng thì chỉ có thời gian thôi, không gian chưa có, nhưng mà cũng thuộc về pháp, bởi vì đã là chuyển biến. Còn chỉ có cái chân như nó bất biến, thì cái đó không phải là pháp. Thành ra bên Nguyên Thủy, bên Tiểu Thừa, Nguyên Thủy thì không có nói tới,
Nguyên thủy là Đức Phật giảng vậy thôi, chứ Ngài không có nói là Pháp. Pháp vị thời đó là ít có ai hỏi gì lắm. Cái niềm tin rất là vững chắc nơi Đức Thế Tôn, thành ra ít có những cái vấn đề mà thắc mắc để mà hỏi Đức Phật. Nhưng mà nhiều khi thắc mắc hỏi Đức Phật, Ngài thấy trình độ thấp quá thì Ngài chỉ im lặng mỉm cười thôi. Cái mỉm cười độc đáo của Ngài là khi nào Ngài soi cái căn cơ người đó mà hỏi quá cao thì Ngài chỉ im lặng thôi, không phải là Ngài giải thích không nổi. Nhưng mà Ngài thấy dường như không có danh từ, thời buổi đó không có đủ cái danh từ, không đủ cái phương tiện để giải thích. Và người nghe cũng không đủ cái khả năng để mà tiếp thu. Rồi sau này đó các vị Bồ Tát lớn mới bắt đầu đặt ra cái luận, mới giải thích tất cả những câu hỏi mà Đức Thế Tôn im lặng. Thành ra kêu cái im lặng đó là cái im lặng sấm sét, im lặng mà chết người đấy. Mà chính cái im lặng này để trả lời hết tất cả những câu hỏi không thể trả lời được. Trả lời hết tất cả những câu hỏi không thể trả lời được. Thành ra ta thường nói là cái tối thượng của lời nói là sự im lặng. Im lặng là tối thượng của lời nói. Cái lời nói không có diễn tả được, mà cuối cùng diễn tả được tất cả, đó là sự im lặng. Nhưng ở đây trong Duy Thức Học, cái độc đáo Duy Thức Học thì nó thuộc về cũng như bán đại thừa. Nó từ bên tiểu thừa bước qua đại thừa. Còn cái kinh Nguyên Thủy thì không phải tiểu, không phải đại. Thành ra phải nói Phật giáo là chia làm ba cái. Một cái Phật giáo Nguyên Thủy là thời Đức Phật, là không có tiểu, không có đại gì hết. Nhưng mà tất cả những cái thắc mắc được Đức Phật mỉm cười thôi. Thắc mắc mà tối thượng, thắc mắc mà khó khăn, mà khúc mắc, mà khúc búa nhất đó. Mà Đức Phật thấy rằng người hỏi không thể tiếp thu được. Và cái hoàn cảnh thời đó chưa có máy bay, chưa có những cái điện lực, chưa có những cái nguyên tử, mà chưa có cái gì thí dụ để cho người đó hiểu được. Thành ra Ngài chỉ im lặng mỉm cười thôi. Thành ra cái mỉm cười đó kêu là mỉm cười im lặng sấm sét. Nhưng mà với thời sau này khoa học càng tiến hóa, cái tiện nghi để giải thích những cái đó và cái niềm tin của người Phật tử, của người thiện tín bắt đầu phai lợt đi, không còn cái niềm tin kiên cố nữa. Bởi vì cái hào quang sáng đã lặn rồi, mặt trời đã lặn rồi, mặt trăng cũng không muốn còn nữa, chỉ còn những gì sao le lói thôi, tức là chi tăng đời mặt pháp, không có chứng đắc, chỉ có nói mép thôi. Thành ra người Phật tử thấy rằng các ngài nói rất cao, chẳng hạn như tôi, nhưng mà cuộc sống quá bê bết, không có đủ cái niềm tin. Còn Đức Phật hồi xưa ngài nói 100, ngài sống 100. Thành ra người ta dựa vào cái đời sống của ngài, ta có cái niềm tin rất vững chắc, người ta không có thắc mắc, không đặt thành vấn đề nữa. Mà thật sự cái niết bàn là không có vấn đề. Mà khi mà chúng ta không hiểu, không có niềm tin nữa thì chúng ta chế giới, thì chúng ta đặt vấn đề niết bàn. Hãy đặt vấn đề rồi mà chấp nhận vấn đề là một cái ngu. Mà càng giải thích thì càng sanh sứa nhiều vấn đề, càng bế tắc thêm. Vì cái nguồn gốc đầu tiên là không có vấn đề. Mà mình đặt thành vấn đề đó là một cái vô lý. Mà chấp nhận vấn đề là một cái ngu si rồi. Mà vấn đề vốn không có mà chấp nhận rồi làm sao giải quyết. Thì giải quyết nó sanh ra 2-3 vấn đề. Rồi giải quyết, càng giải quyết nó càng sanh ra cả 100 vấn đề. Thì chúng ta thấy cuộc sống rõ ràng như vậy. Từ chế độ quân chủ, rồi chế độ dân chủ, rồi chế độ này, chế độ kia là để giải quyết cái gì? Giải quyết cái hòa bình. Mà chúng ta thấy càng giải quyết chừng nào thì máu càng đổ nhiều chừng ấy. Có giải quyết được đâu. Đó, thì chế độ nào rồi cũng là đưa lên là đưa câu hòa bình thế giới. Thì các nước lớn là tạo bom nguyên tử là để gì? Để làm hòa bình thế giới. Nhưng mà chính nguyên tử đã làm cho thế giới này nổ luôn. Bây giờ chúng ta thấy khủng hoảng về môi trường không khí là do gì? Do cái hòa bình của nguyên tử. Thành ra chúng ta thấy càng giải quyết thì càng đau khổ. Mà giống cái đầu tiên của nó là không có vấn đề. Mà thành ra chúng ta trở lại là cái hay của Đại Thừa mà chúng ta phải hiểu. Không khéo chúng ta lại kẹt. Đại Thừa dẫn giảng về Niết Bàn. Duy Thức giảng về Niết Bàn rất là rằng. Nhưng mà Duy Thức nói rằng giảng về Niết Bàn thì theo bên Tiểu Thừa là đúng, không thể giảng. Nhưng mà đã giảng thì kêu đó là Pháp Niết Bàn, chứ không phải là Niết Bàn. Nương vào Pháp Niết Bàn để thấy được Niết Bàn. Mà thấy được Niết Bàn rồi thì các Pháp cũng là diệu dụng của Niết Bàn. Thành ra tất cả chư Pháp đều là Niết Bàn, đều là thực tướng hết. Nhưng mà phải nói là diệu dụng của thực tướng. Cái đó là chư Phật tử cần phải hiểu. Để rồi chúng ta trả lời cái câu mà A-la-hán mà còn chấp pháp là cái điều nói sai. Đã là dứt chấp ngã rồi lấy cái gì chấp pháp. Thì họ dựa vào những cái cô Như Quang nói hồi nãy đó. Thì cái trong kinh các nhà học giả, không phải trong kinh mà các nhà học giả. Trong kinh cũng có giải thích nữa. Là nhân vô ngã, pháp vô ngã.
nhân là con người của chúng ta. Nhưng mà nói nhân là con người chúng ta thì cũng chưa đúng đấy. Nó thiếu, chứ không phải là sai. Con người đâu phải là có xác thân này không. Theo đúng là nhân đó là chánh báo, còn pháp là y báo. Mà chánh báo không phải là con người chúng ta không, mà nó còn có tâm ở trong đó nữa chứ. À, là có cái nhận thức, có cảm giác, có tư tưởng, có ý chí, có những kinh nghiệm, kiến thức, ký ức. Cái đó mới là nhân vô ngã. Còn pháp là đối tượng của nhân. Tức là nãy có nói đúng đó, cha mẹ anh em rồi tiền bạc rồi xe cộ, tất cả cảnh vật bên ngoài thì đó là pháp vô ngã. Như vậy mà đã dứt được cái nhân vô ngã rồi thì lấy cái gì mà chấp pháp? Thì pháp có vô ngã theo. À, như vậy thì nói A-la-hán còn chấp pháp là nói sao? Cái này trong các nhà học giả sau này viết rất nhiều đấy, nhiều người viết như vậy đấy, và trong cái băng cũng giảng vậy đó. Nói ai nói A-la-hán còn chấp pháp là sai, là không hiểu được A-la-hán. À, nhưng bà Đại Thừa thì vẫn nói A-la-hán là còn chấp pháp, à, chỉ dứt được ngã chấp thôi. À, thì chúng ta phải hiểu cái đó. À, thì đó là tôi đưa ra sư Phật tử về suy nghĩ lại, thì tôi đã trả lời hết rồi. Trong cái bài giảng này, rồi kinh 66 là chúng ta trả lời hết trơn rồi đó. Câu hỏi nào cũng nằm trong đó hết. Nhưng mà có chịu khó là chúng ta linh động, sinh động để mà sáng tạo, để mà ráp nối lại, chấp nối lại cho chúng ta thấy câu trả lời có trong đó. Như vậy thì muốn trả lời chúng ta phải đòi hỏi cái sự ngồi thiền. Mà ở đây chư Phật tử thì chuyện tính thì cái ngồi thiền thì chúng ta chạy rồi đó. Một là ngồi lâu nó mỏi chân. Hai là cái quan trọng nhất là không có thời gian. Tôi biết Phật tử bây giờ đi như đây là cả một vấn đề cách mạng lớn đấy. Bây giờ ngoài chúng ta còn công ăn, việc làm còn đủ thứ, nhất là hoàn cảnh bây giờ thất nghiệp tùm lum. Mà chúng ta cố gắng vô đây là cả một vấn đề là đáng tán thán rồi đấy. Nhưng mà tôi khuyên cho Phật tử cố gắng thêm. Thì cái này biết làm sao giờ, thì cái nghiền ngẫm của mình mới chính là của mình. Thành ra tôi ít có chịu giải thích cái gì cho rõ ràng đó. Ít chịu giải thích gì rõ ràng để cho mình tự suy gẫm lấy. Nhưng mà suy gẫm thì tất nhiên phải có thời gian ngồi thiền. Mà thời gian ngồi thiền một tiếng thì không ăn thua gì hết. Từ một tiếng trở lên thì cái tâm, nếu mà ai tu khá đó, vô có thể đi vào nhị thiền liền đó, thì chúng ta quán xét đỡ. Còn nếu ngồi mà một tiếng mà chưa vô sơ thiền nữa thì có nhiều người đừng nói sơ thiền mà tập niệm tùm lum, thì cái quán xét, thiên quan quán xét do tôi chỉ trước đi. Chừng nào vô tới nhị thiền thì sơ thiền cũng chưa được niệm Phật, mà đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm, hai cái trạng thái này không mong gì quán xét được đâu. Chừng nào mà khỏi niệm Phật nữa, mà nghe tiếng niệm Phật, thì chừng đó bác tâm chúng ta đã yên tĩnh. Chúng ta phải có cái giáo pháp này nghiền ngẫm, thì chúng ta sẽ đi sâu vào đó. Còn nếu tôi giảng hết thì là của tôi thôi, Phật tử sẽ hòa vặt, què vặt luôn. Mà tôi không muốn như vậy, thành ra tôi hơi khó một chút. Rồi bây giờ, thì giờ hết rồi đó. Thì kỳ tới là tôi sẽ giảng về, tôi cũng nhắc sơ thôi. Là hôm trước thì con Thượng Đức nói rằng những cái mà nghiệp cảm duyên khởi, A Lại Gia duyên khởi, chân như duyên khởi và pháp giới duyên khởi, dường như tôi chưa có giảng. Nó mới lạ, nhưng mà tôi nhớ rằng tôi cũng dường như có giảng qua. Nhưng mà nếu tôi chưa giảng thì Phật tử cũng nắm cái giáo pháp mà linh động, sinh động trong đó sáng tạo thì thấy rõ. Thì nó cũng nằm trong cái bài chân như tịnh và chân như động thôi, chứ không phải cái đó là gồm hết Phật pháp trong đó rồi đấy. Đây tôi xin nhắc sơ về suy điểm ngẫm thêm ha. Thì nghiệp cảm duyên khởi đó thì nói về đúng đó là mặt na. Mặt na là cái chủ thể của nghiệp cảm duyên khởi. Nó suy động, nó tác ý để tạo ra thức thứ sáu, năm thức đầu và sát thân. Nó luôn luôn suy động, tức là thúc dục những cái này để mà hành động, để mà tạo ra ngũ dục. Thì nó là cái căn nguyên. Bởi vì khi nó rút vô A Lại Gia rồi thì nó trở thành năng lực, nó trở thành đứng lặng. Nhưng mà khi mà trở ra thì nó sao động. Và chính cái sao động này là cái suy động của nghiệp lực tạo ra thức thứ sáu, năm thức đầu và sắc thân hành động. Thì chúng ta kêu đó là nghiệp. Mà nếu nghiệp mà nghiệp xấu, nghiệp ác thì đó cũng là nghiệp. Còn nếu nghiệp thiện, nghiệp tốt thì sanh ra bốn đường thiện đạo, thì đó cũng là nghiệp. Nghiệp thiện cũng luân hồi vào cảnh giới tốt, nghiệp ác cũng luân hồi vào cảnh giới xấu. Thành ra kêu là nghiệp chiêu cảm mà làm cho chúng sanh đau khổ luân hồi. Thành ra kêu là nghiệp cảm duyên khởi. Tôi giảng sơ thôi. Rồi từ nghiệp cảm duyên khởi này chúng ta thấy cái nghiệp đó ở đâu. Thì nhớ từ những tôi có giảng rồi đó, thì chúng ta thấy nghiệp nó nằm trong A Lại Gia.
Mà ai lại gia là đứng lặng, à, là đứng lặng. Thì ai lại gia nó do cái vọng tưởng kiên cố sinh động nó, nhưng mà vọng tưởng kiên cố thì không có tác ý, à, nó đánh vào cái kiến tướng phần của ai lại gia, nhưng mà đánh một cách hồn nhiên, không tác ý, không muốn niệm, thành ra kêu nó là không phải vọng mà không phải chân. Thì một vị nhập lưu nhất vãng lai bất lai phải nương vào cái này để trở về chân tâm. Nương vào A-lại-gia, chính A-lại-gia đã tạo ra cái mặt trăng thứ hai và thứ ba. A-lại-gia là mặt trăng thứ nhất, do đó là A-lại-gia là cái duyên khởi ra nghiệp. Thì chúng ta thấy mặt na nó xuất phát từ đâu? Xuất phát từ A-lại-gia. Do A-lại-gia khi mà sao động thì kêu là mặt na, mà khi trở về A-lại-gia đứng lặng thì kêu là A-lại-gia. Thành ra nó có một danh từ độc đáo nữa là sinh diệt. Sinh diệt là cái căn nguyên của mặt na. Mặt na có, nó có hai phần. Một phần mà trở vô thì nó sinh diệt thất na, trở vô ai lại ra. Còn khi trở ra nó sinh diệt chu kỳ. Mà chu kỳ thì cái nguyên nhân đầu gốc của nó chính là nó. Không có nó là chúng ta chấm dứt luân hồi sinh tử ngay. Cái thức thứ sáu mà sinh diệt chu kỳ là cũng do mặt na. Năm thức đầu sinh diệt chu kỳ cũng mặt na. Cảm giác cũng là do mặt na. Lạc thọ khổ thọ mặt na, mà tư tưởng phân biệt cũng là mặt na. Mà cái sắc thân này có cũng là mặt na. Nó hợp tác với thức thứ sáu, năm thức đầu để tạo ra sắc thân này. Thành đặc tiêu là nghiệp cảm duyên khởi. Tôi giảng sơ thôi. Còn cái A Lại Gia duyên khởi thì chúng ta thấy A Lại Gia muốn trừ cái nghiệp cảm duyên khởi này thì chúng ta phải trở về A Lại Gia. Mà muốn trở về A Lại Gia thì chúng ta thấy rằng A Lại Gia nó cũng xuống cấp từ mặt trăng thứ nhất của A Lại Gia xuống mặt trăng thứ hai của cảm thọ hồn nhiên, là xuống mặt trăng thứ ba của phân biệt với thứ tám hồn nhiên. Thì một vị nhập lưu nhất vãng lai bất lai phải đi theo con đường đó. Thì con đường đó kêu là A Lại Gia duyên khởi. A Lại Gia duyên khởi. Rồi từ A Lại Gia duyên khởi đó thì chúng ta thấy bất lai chưa đi tới được mặt trăng thiệt đâu. Mới trong mặt trăng thứ hai thôi. Mặt trăng thiệt là phải cái A Lại Gia và vốn qua cái mặt trăng của võ trụ, qua cái chân như tịnh. Thì cái này chỉ có A La Hán mà trở về đó được. Thành ra A Lại Gia duyên khởi là của nhập lưu nhất vãng lai và bất lai. Tới A La Hán mới trở về chân như duyên khởi được. Mà chân như duyên khởi của A La Hán là khi nhập định đó, còn khi xuất định đó thì vẫn còn dính mắc vào, thành ra kêu là ngũ uẩn niết bàn. Rồi khi nào mà chết tịch rồi đó, hoặc là nhập diệt thọ tưởng định thì mới trở về mặt trăng thiệt được, tức là cái chân như tịnh của võ trụ. Và khi trở về chân như tịnh võ trụ mà ta kêu là nước chết, không có sống, không có chuyển biến sát na, không có chuyển biến cho chu kỳ, chỉ có cái nước bất biến hoàn toàn đứng lặng thì đó là nước chết. Thành ra còn chưa có ôm trọn pháp giới, còn kẹt vào pháp chấp, thành ra còn các ngài còn phải trở ra tùy thuận, thì đó là pháp giới duyên khởi, trùng trùng duyên khởi. Nó kêu nhiều danh từ. Thôi thì tới tôi giảng lại nha, tới đây xin tạm ngưng vì cũng hết giờ rồi. Rồi cho Phật tử chúng ta nghỉ một mà về thì tới ôn bài lại ha, có bài số 2, còn số chưa làm đó, đáng làm xong rồi chúng ta qua câu số 3. Chứ để rồi thôi kéo cái này tới không biết chừng nào mới là hết đấy. Chúng ta còn học nhiều bài nữa. Còn bài kinh sau khi ấy là còn nhân quán niệm hơi thở, còn bài kinh tứ niệm xứ nữa. Chúng ta cần phải qua mấy cái đó. Một phần.